Thôi coi sala đẹp quá nè. Bông quá trời kìa ha. Đó, coi sala nè quý vị. Chà, bông quằn trên Phật. Ở trên Bồ Tát có cây sala, thấy không? Tại trước này thấy cây sala không? Cây sala là quý giá nhất nè. Đó, giờ bông nó quằn cây luôn thấy không? Đó, cây sala bông không? Thơm lắm á. Coi sala là nguồn gốc của chùa ở Ấn Độ, cách đây 2565 năm. Đó, cái bông này nó rụng nè. Ta lấy cái là ta lấy cái bông á, ta phơi khô. Ta khô cho phụ nữ để đúng không? Đúng rồi. Bây giờ kho học rồi ai đó uống mấy đây nữa. Để thầy chủ yếu không phải thầy hốt rác mà thầy khích quét chậm lại cái khô ai lậm. Quý phải quý trọng. Giỏi những người phụ nữ vậy đó. Rồi thấy không? Thấy không cây sa la. Đó. Đẹp không? Ta thì hơn khô ở tranh giành. Khi người ta nói lại cái sùng máu khùng điên lên. Bởi vì máu tụi bay tàn là máu hả? Cho sói chứ không phải cho điên. Nói nè ăn no quay. Ăn no rỡn mỡ hả? Ăn no cứ cà rỡn. Rồi sáng mai mày muốn gì? Mày nói tao nghe cái đi. Mày tới mày ăn chùa ha? Mày phò quại chùa phá chùa. Đó. Cái họng mày thiệt. Thiệt. Thấy mặt mày thiệt. Thầy sao mất trơn bữa giờ em thấy mất trơn mất clip mấy bạn nói thầy với mẹ thầy quá trời thầy. Sao vậy thầy? Mày chuyện mày vô duyên ngay chuyện người ta mày cũng xí vô không? Đàn ông nhiều chuyện đàn bà cũng chuyện của gia đình ta, chuyện của chùa người ta mày mới gì mày xí vô. Thì thấy em hỏi cái miệng, nói cái miệng tụi bay ha, không xương hả? Tại trên mấy clip nó nói thầy chửi mẹ thầy nên em bức xúc em hỏi thầy mà. Chửi mất mớ mày. Mẹ có lấy gì mày về mày chửi cha với mẹ mày đi rồi mày cha mày mẹ em mắc gì em chửi. Vậy mày khỏi đừng nói. Cái chuyện người ta tào lao tới lấy dòm trên trời dưới đất ăn no tối ngày miệng khèo lẻo, cái miệng một miệng. Thầy đang nói thầy đang nói gì rồi lộn lỡ này. Lộn lỡ mấy cái miệng cái mỏ thiệt. Cái mỏ tụi bay thiệt. Xấu hằng nào cũng vậy, con nào cũng vậy. Làm gì? Làm kênh YouTube gì tút lút lút. Bốn lưỡng làm YouTube riết hả? Mắt xanh mày đỏ lỗ mũi cao miệng rộng cà bá đích thì mục đích tao nói tào lao rồi đó. Chân mặt hay một tại giấu à tối sao tao không khui thầy tao để kiểu cho khui làm gì cho em đi thầy nữa. Ăn no tối ngày mày chọc mày khóa rồi tự nhiên cái của người ta cho mày tại sợ thầy không ăn hết hàng sử dụng á tao để cái kiểu tao bỏ giống như cái kia tao để 2-3 năm rồi cái này tao cũng tính để phải hồi cho chục cái tao để gốc này cũng kia tao chủ yếu tao để chân cho đẹp mình không ăn tụi bay nghèo tụi bay khèm còn tao không phải là nghèo nhưng mà tao thấy tao để chân chơi trời ơi để hết hạn phí. Phí gì phí, mấy ngàn bạc. Tự nhiên không ăn thì cho Phật tử tới cho Phật ăn bánh ăn để cho hết hàng sử dụng được 2 năm. Chứ bị khè mày đói khác gì ta để mày cũng cho mày cũng. Thì người ta cũng đâu có chọc mày đâu. Ta để cho đẹp, ta trưng cho đẹp mày cũng tức giống như nhà thật để cho bông cái cũng tức. Bông mày khác. Có tiền mày mua đi ai cấm mày mua. Bông này không bông vẫn sử dụng được, có đồ có hàng sử dụng mà. Lanh chanh. Khôn. Ai lên chanh tụi bay khôn gì phải không không liền ha không lờ tào lao đó tao nói chữ lờ đó bởi vậy con mèo bay sống với gió chó với cọp tao nói cái này mày nghĩ cái kia ai kia mày nghĩ xấu tao nói cái lờ ha cái rờ là cái gì vậy cái lờ là cái gì quỷ chưa cái mặt nó thấy cái mặt lõ ra lộ ló ra cái mặt hung dữ ác lòng chưa không nói tao nói một câu thôi là cái mặt mày biến hiện sắc hăng ma vương với quỷ sứ trời em quay thầy biết nhiêu năm rồi em biết thầy nghĩ gì hả im mày mà âu yếm im áo âu yếm im áo gì yến im ép ư ư
Thầy cái miệng của thầy đẻ ra để nói sao, nó quá trời nói à. Ờ, gì lành, cũng biết cái lanh lắm. Lanh quỷ, lanh kêu. Em với thầy ai lanh hơn? Chuyện của mày. Tại sao nó lanh? Được. Gì vậy? Cái ghét này vậy? Muốn ăn tươi nước sống tôi vậy? Ờ, cái mặt mày vậy, Hiệp. Thấy chán. Sống mà không biết yêu thương. Sống mà để cho đời ghét. Sống mà để cho người ta ghét. Sống để không ai yêu thương. Sống mà để người ta cứ yêu hoài. Sống mà để cho người ta dòm, người ta ngắm, người ta nhìn. Sống để cho hả cuộc đời đau khổ. Sống cho người ta mến thương. Sống để làm gì trong cuộc đời này mà cứ ham sống, 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 sống. Để sống sao cho đúng. Ừ. Rồi sống sao để cho người ta xa, người ta sai. Mà sống sao để người ta mê. Mê cái gì? Tu rồi còn sống để mê. Người ta gọi là ngưỡng mộ, người ta ái mộ một người chăn tu. Chứ không ai nói là mê em. Đúng không? Ái mộ. Ái mộ. Ái mộ. Ghét. 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 Ghét là văn á. Ghét là văn. Ghét. Ở giác là giác 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 là tao tưởng nó có giác ép chứ. Tao làm rồi đó. Thầy dạo này có tiền nhiều sao mà thầy vui thầy? Tiền đủ ra. Sao mà thầy vẫn phơi phới vậy? Ừ, có tiền mà tôi gác tay gác chán vậy tao trầm tư tôi suy nghĩ. Bởi vậy đầu óc tụi bay không biết nghĩ cái gì là đúng, cái gì là sai. Chỉ biết hả? Rai rai. Rai rai là gì? Rai rai đi nhậu với rai rai. Vậy đó, tao nói vậy tụi bay hiểu, tụi bay có trí tuệ mà. Người ta nói câu câu cái từ ngữ nhẹ nhàng nhưng mà biết bao nhiêu chất chứa những lời nói để cho mình cảm nhận được cái công việc mà mình đang làm. Nhìn cái mặt u sầu đó quý vị. Nhìn mặt thì giống thiếu money money money. Ừ. Tu mà tiền gì tu mà đâu có ăn tìm đâu. Mày đến đây biết bao nhiêu rồi, mày chưa thấy một cách nào. Ê, ê, cái tội này tội phản bội nè. Trong các kênh quay, ai là người tiền mạnh thường quân nhiều nhất mà ăn nói vậy? Thì nhiều, nhiều mày kể. Thầy giờ thầy kể đi, thầy nhận thầy kể đi. Ô, tiền của ta, tiền mày. Tiền của người ta nhưng mà không có em ai gửi cho lại. Mày cho gì, không lẽ giờ tao ngồi đó mày kể lại. Mày nhưng không mà... có gì mày đừng nhận của tao đi, đừng đưa tao. À, thấy không? Giờ mặt cái mặt mày xấu như quỷ vậy. Càng ngày càng lỏ cái mặt rõ ra, còn lỏ ra nói lỏ chuyện ra cái mặt mày chà bá. Ủa vậy trong cái kênh mà quay hàng ngày quay thầy rồi có ai cho tiền không? Tự nhiên giờ nói là xưa giờ không đưa tiền cho thầy. Ừ gì đâu á. Bánh tráng lật đi lật lại như thầy vậy đó. Mệt, tao nói với mày chứ tao chán à. Chán thiệt chứ, nó không chán. Lại hả? Được, không được. Không hay không. Sống trên cuộc đời khi nở hậu vừa lòng tôi bay. Ơi các con ơi, làm người chứ đâu phải làm khu vật. Sao mãi mê với cuộc đời cho mèo. Mèo 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 bố, bố, bố. Trời. Sao tụi con tối ngày cứ biết động vật mà con người thì coi rẻ. Động vật thì hương mến ôm ngủ tắm rửa. Còn cha mẹ tụi bay để lê lắc nằm đó cơm cho ăn áo cho mặc. Ta đã già mà các con không biết gì hết. Trời, nói điên nó không lụm khụm lao khao khổ sở như khi này. Và như khi đó mà tụi bay chẳng biết gì hết trơn. Tao già lắm. Sắp chết rồi con ừ. Vậy mày thật là bó phép sư phụ luôn. Trời ơi tao là thầy mày mà tao không biết. Mày đóng hề đóng kịch lại tao không? Mà mày muốn học không? Tao dạy cho mày khóa. Giờ tao dạy cho mày 3,000 ngôn ngữ khác nhau. Rồi mấy trăm thứ tiếng khác nhau. Ông già, bà trẻ, nít, người lớn. Rồi 3,000 ngôn ngữ gì đó. Trai, gái.
Bởi vì mày không có biết, không có học nghệ thuật nên tụi bay không có biết cái gì hết. Chả là 3.000 ngôn ngữ gì đâu. Thầy liệt kê ra coi. 3.000 cái giọng nói khác nhau. Để ta làm 3.000 giọng nói đi. Giống như người ta không dịch trong giấy như mấy người mà ta dịch phim này kia. Người ta có một người ta khởi giọng nhiều thứ tiếng là gì. Ông già bà cả ta lồng tiếng phim á, nước này ta dịch. Để ra giờ ta lồng tiếng đi. Thôi. Thầy chỉ nói thôi, nói thôi. Nói là tụi bay yêu, tụi bay thương, bay quý tao. Tối ngày tụi bay cứ ôm tao trong mộng. Làm tao ngủ không được, tụi bay lại khách thú. Tu mà suốt ngày yêu đương có bị gì không trời? Bởi vậy tụi bay yêu. Yêu là gì? Yêu là khổ cả đời. Yêu là gì? Yêu là chất chứa những tình cảm sâu sắc. Yêu là gì? Yêu là nhớ cả ngày lẫn đêm. Ủa thầy, thầy tu thầy không có yêu đương mà sao ta biết vậy? Ai biết? Cái tâm trạng tụi bay lúc nào cũng vì yêu. Yêu đến nỗi mà bất chấp, yêu không có dừng. Mô Phật. Ủa giờ sao mày không ha, giờ là nó quen rồi. Hay khóc đi, khóc đi, đừng ngại ngùng. Ngại ngùng gì nữa? Rồi bên này quá trời đồ luôn quý vị ơi. Trong kia là một kho gạo của thầy chứa hàng ngàn tấn. Ai nói? Ai nổ? Em nổ. Mày làm riết bằng cái Tết này mà tao không có tiền dư để sửa chùa. Đó mày coi coi trên nóc kìa. À, rồi dột nát kìa. Đó mày thấy mày coi 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 coi, coi mày coi, coi được hả? À? Mày coi vậy mà coi được hả? À? Tiền tụi bay để em túi làm gì? Để em túi tiền mày cứ đưa ngân hàng vàng mày để đóng trong kho, và tiền tao mày đưa cho mấy có mấy trăm tỷ của đưa cũng nổi. Trời má, vàng để cùng đóng để làm gì cho tao hỏi mày có tiền mà làm gì nói tao nghe. Có tiền gửi ngân hàng đổi vàng cất, mày cắt là mày chết, mày ôm mày ngủ hả? Tại sao tôi có tiền mày không cho tao? Có tiền lý do gì mà mày không cho? Người ta cho con cháu anh em dòng họ tự nhiên cho thầy, thầy có thân thuộc dòng họ gì đâu mà cho. Bởi vậy tụi bay sống vậy là mà sống với ai? Sống với dế. Gà chín không cửa, ngựa không mau, châu mau mà châu mỏ là nói tới ngày. Ở vậy tụi bay cứ tối ngày ngồi tụ tập tụ tám bàn chuyện ông này bà kia ông nọ thì khổ tụi bay vô cùng. Khi nào được tao mà nói tụi bay chỉ có con đường chết mà. Hỡi các con ơi, sống mà tụi bay chẳng biết ai là ai. Tụi bay có tiền á, tụi bay không móc ra. Bay có vàng thì tụi mày không đưa tao. Tiền là làm cực khổ tự nhiên cho thầy. Rồi bao nhiêu đống tro, đống bụi mày không hố. Rác rử tụi bay không làm phân. Động vật thì mày không biết ăn. Ngủ thì bay không ngủ mới lạnh. Chạy xe mà đòi xe hư. Ăn chơi mà đòi mưa rơ. Cho nó khùng nó điên nữa. Hả? Trời ơi. Lại. Hả? Còn mày có yêu con á, không cho tao. Hả? Cho thôi làm cái gì? Rồi giờ mày chuyển cho tao vài trăm tỷ, hàng ngàn tỷ tao có nói mày đâu. Thiệt mày, thì mày chuyển cho tao thì tao tao quý mày vô cùng. Thầy sống vì tiền hả? Tiền là nuôi cuộc sống. Tiền có thể cho ta sức khỏe. Tiền có thể cho chúng ta vừa to Phật lớn. Và tiền có thể tao giúp đỡ cho xã hội. Trời, có trù to Phật lớn mà tu mà không chánh đạo cũng như không mà. Tu mà suốt ngày mở miệng ra tiền là không có được rồi. Nó con gốc ấy rồi đó. Tu là không có mở miệng ra nói chữ tiền gì hết á. Ai cúng dường có nhiêu xài nhiêu không thôi. Ừ. Không phải là người ta cúng dường có tiền là tiếp đón nồng hậu. Không có tiền cái mặt trơ trơ ra vậy đâu. Và đây là khuôn mặt không có tiền. Tiền đâu làm cho tiền tôi đau khổ hả các con ơi.
tiền đâu, tiền ước mơ sư phụ chỉ có vài chục ngàn tỷ thôi các con ạ. Ước mơ nhỏ quá, vài chục ngàn tỷ chỉ có 2-3 ngàn hecta đất để làm vườn trồng cây nuôi đệ tử con ơi. Có đệ tử nào dám ở với thầy đâu mà nuôi. Thôi được rồi, nó hoài. Hồi nãy giờ tao đã thực hiện được một bộ phim được lòng tiếng bởi Khích Tâm Phúc. Trời ơi. Nãy giờ trên 1000 ngôn ngữ và 1000 cái giọng nói khác nhau, chính tao thực hiện trong bộ phim này. Chả thấy gì thú vị mà cười. Sao? Sao răng gì ở đây? Quỷ. Quỷ yêu hả? Ờ. Sùng máu rồi nha. Thì đừng để tao chữ mày tới ngày. Ôi, uống cà phê. Uống cà phê đau bụng nữa hả? Đau gì đau. Uống giờ uống không? Không. Quầy uống. Nhưng mà thầy mà ai biết chơi điện tử rồi chơi lướt mạng xã hội. Giờ nít 3-4 tuổi mà biết lướt qua chơi điện tử, nghe nhạc, xem phim. Còn cái đầu ba khứ tóc già mà không biết chơi điện tử, không biết chơi game, không biết cài đặt chương trình, nít giờ 5-6 tuổi nó rành, nó biết hết. Cái gì nó cũng lướt qua, nó biết nạn giờ mới 3-4 tuổi nó biết chơi TikTok nè, chơi like nè, rồi chơi Tiger nè, chơi Tang nè, rồi nó chơi, nó cài đặt những chương trình siêu sao, siêu mẫu, siêu đẹp. Rồi những hình ảnh sống động mới có 4 tuổi 5 tuổi biết hết. Còn cha mẹ sống cả cuộc đời mua cái điện thoại không xài, nít nó chơi cái giờ cái chơi tối ngày nó khích quá cái không cho nó chơi. Thì mỗi thời đại đều có mọi khác nhau mà. Giờ tôi trẻ giờ bao nhiêu giới trẻ cái gì nó cũng biết. Giờ giới trẻ nó chơi tàn là chơi gì? Chơi TikTok, chơi Tango, chơi Line. Rồi giờ khiêm nữa, nó có chương trình này chương trình nọ, nó chơi đủ thứ. Còn mình á, sống suốt cuộc đời không biết gì. Điện thoại giờ tao quay phim chụp hình, tạo ảnh sống động, linh động. Rồi chơi những trò chơi mạo hiểm, hấp dẫn, cuốn hút vào cái sự tuổi trẻ vui chơi vậy chị. Mà giờ già ngồi đó ta chơi, mình không chơi ganh tị. Rồi nít nó ham vui, không cho nó vui. Nít nó ham hát, không cho hát. Ham học, không cho nó học. Ham nhảy, không cho nó nhảy. Nó chơi bà tin, cũng không cho nó chơi. Rồi nó có tiền, nó đi tắm, đi học bơi, đi bơi lội, đi hồ bơi, cũng không cho. Rồi nó chơi những trò chơi mạo hiểm. Leo núi, nhảy núi, nhảy suối, nhảy sông. Rồi lặn xuống biển, nhảy trên tàu, nhảy xuống. Rồi lướt qua mặt trăng, lướt qua mặt trời, chơi dưới lòng đất. Mà giờ giữa các cụ già, rồi các cái cha làm mặt, làm cha, làm mẹ, có biết được những đứa trẻ nó tài giỏi cỡ nào chưa? Nít nó giỏi. Nhưng mà nãy giờ nói không hiểu gì trơn, nó có ý nghĩa gì vậy? Thì tao nói gì mày lắng tai mày nghe, bởi vì đầu óc bay bắt đầu óc tụi bay không phải là đầu óc loài người nghĩ cái gì vu vơ vơ vẳng vẳng bơ gì đâu. Không, tôi đang nói thầy